Trận tranh đai vô địch giữa US Nurmagomedov và Paul Hill sẽ là tiêu đề của sự kiện Road to Dubai Champions Series vào ngày 25 tháng 1. Sớm hơn hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2024, Liên đoàn Võ sĩ Chuyên nghiệp PFL đã ký kết một thỏa thuận hợp tác lịch sử kéo dài nhiều năm giữa Sở Kinh tế và Du lịch Dubai DET và Hội đồng Thể thao Dubai DSC để tổ chức sự kiện võ thuật tổng hợp MMA tại Dubai. Sự kiện đầu tiên sẽ phát trực tiếp trên ESPN sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2025 bên trong Coca-Cola Arena và sẽ có trận tranh đai vô địch hạng nhẹ vô cùng hấp dẫn với nhà vô địch Bellator bất bại 18-0-1 US Nurmagomedov sẽ bảo vệ đai trước võ sĩ đang nổi lên Paul Hill. Nurmagomedov gần đây nhất đã bảo vệ đai của mình trước Alexander Sabli vào tháng 9 năm ngoái thông qua quyết định nhất trí. Anh ấy đã bảo vệ thành công lần thứ hai. Còn Hill, anh ấy đã nhanh chóng vươn lên để giành chức vô địch. Trong trận ra mắt Bellator, anh ấy đã đánh bại Bobby King bằng loại trực tiếp kỹ thuật TKO ở hiệp thứ 3 vào tháng 6 năm 2024. 4 tháng sau, võ sĩ người Ireland đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại cựu vô địch Featherweight Azi Maki tại sự kiện Battle of the Giant của PFL. Giờ đây, Big News đang cố gắng tạo nên cú sốc lớn hơn nữa bằng cách khiến Nurmagomedov phải nhận thất bại đầu tiên, đồng thời thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập của mình. Michael Chandler nêu tên hai võ sĩ để thử sức sau khi đấu với Conor McGregor. Michael Chandler đã thua trận đấu cuối cùng của mình với Charles Oliveira tại UFC 309 nhưng anh đã mang đến sự giải trí với một số cảnh hành động hấp dẫn và những cú đập vui nhộn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Iron? Trong lần xuất hiện trên Boxing with the Boys, anh tuyên bố rằng Chandler đấu với bất kỳ ai cũng là một sự ủng hộ cho UFC ngay bây giờ. Một trận đấu xoay quanh Chandler là với Conor McGregor và nhiều người tin rằng đây thực sự là trận đấu tiếp theo với sự trở lại của võ sĩ người Ireland vào cuối năm 2025. Nhưng cựu vô địch hạng nhẹ Bellator muốn đấu với ai sau đó? Chà, anh ấy muốn đấu với Max Holloway và thậm chí còn gọi tên anh ấy trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Ngôi sao hạng nhẹ UFC cho biết, Max Holloway tranh đai BMF, bạn biết đấy, ý tôi là, tôi không biết thứ hạng của mình hiện tại là bao nhiêu. Có lẽ là 7 hoặc gì đó, và anh ấy là số 5, vì anh ấy đã đánh bại Getse, bạn biết đấy. Vì vậy, bạn có hai chàng trai trong top 10, đai BMF, 155. Quang Lê nặng ký hơn đối thủ Trung Quốc trước thềm đại chiến ở UFC. Tâm điểm làng MMA Việt Nam cuối tuần này sẽ đổ dồn vào sự xuất hiện của Quang Bang Lê ở đấu trường danh giá UFC. Quang Lê sẽ có màn thượng đài với đối thủ người Trung Quốc, Xiao Long, Tiêu Long, ở trận đấu thuộc sự kiện UFC Final 248 diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 11 giờ Việt Nam tại đặc khu hành chính Macau. Vào ngày hôm qua 21 tháng 11, các võ sĩ tham dự sự kiện này đã có buổi cân, đảm bảo đáp ứng điều kiện thi đấu của UFC. Theo đó, cân nặng của Quang Lê đạt 136 pound, khoảng 61,7 kg, nặng hơn Xiao Long đúng 1 pound, 135 pound, khoảng 61,2 kg. Cả hai đều đạt điều kiện để lên sàn thi đấu ngày mai. Justin Getse là võ sĩ thứ hai mà Iron muốn đấu. Cặp đôi này đã từng đấu một lần tại UFC 268. Trận đấu nghiêng về the highlight giúp anh giành chiến thắng bằng quyết định nhất trí. Không nghi ngờ gì nữa, Chandler đã rất muốn có một trận tái đấu với Getse kể từ đó. Anh ấy tiếp tục, Chandler đấu với Getse 2. Đó là một trận đấu lớn, bạn biết đấy. Đó là một trận đấu tuyệt vời khác. Quang Lê và Xiao Long được đánh giá rất ngang tài ngang sức. Cơ hội để một trong hai võ sĩ giành chiến thắng là 50/50. Xiao Long được đánh giá cao về thể lực cùng lợi thế được thi đấu trong sân nhà. Song theo nhận xét của cựu Vương Liêm Championship Nghiêm Văn Ý, người từng chạm trán Xiao Long trước đây, Quang Lê có cửa thắng cao bởi võ sĩ Trung Quốc có lối đánh khá tối. Cả Quang Lê và Xiao Long đều đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại UFC và sẽ chỉ có một người hoàn thành mục tiêu này ở màn đối đầu tới đây. Quang Lê có màn ra mắt UFC ở sự kiện UFC Vegas 95 hồi tháng 8 để thua Chris Gutierrez trong bối cảnh không có nhiều thời gian chuẩn bị trước trận. Với Xiao Long, anh để thua Li Chang Ho ở UFC On ABC 6 tháng 6 năm nay bởi tính điểm không đồng thuận. Trận đấu giữa Quang Lê và Xiao Long sẽ diễn ra ngay sau cặp đấu Mahesh Hazizia vs Nicolas Motta, bắt đầu từ 15 giờ ngày 23 tháng 11 giờ Việt Nam. Tâm điểm của sự kiện UFC Final 248 là màn so tài giữa Petr Yan và Dixon Figueiredo, hai cựu vương của đấu trường danh giá nhất làng MMA thế giới này,